Mì được chiên bằng dầu. Dầu ăn chiên đi chiên lại nhiều lần sẽ đổi từ vàng tươi sang vàng sậm, không tốt cho sức khỏe. Để thực phẩm có màu vàng tươi, có một cách là không dùng dầu chiên đi chiên lại nhiều lần. Chúng tôi đã kiểm nghiệm và xác nhận mì Tiến Vua không dùng dầu chiên đi chiên lại nhiều lần, đảm bảo cho sức khỏe. Hãy dùng mì Tiến Vua vì sức khỏe của cả gia đình. Từ nay mình sẽ mua mì sợi vàng tươi Tiến Vua để đảm bảo sức khỏe cho cả nhà. Tiến Vua, nhãn hiệu mì vì sức khỏe. Tinsu Foods.